Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Đó, tôi đã quay trở lại rồi đây anh em. Tập thứ 11. Ok. Tập này chúng ta sẽ làm gì ta? Thì đầu tiên thì tôi giới thiệu lại cho anh em cái làng đó. Thì giống như hai cái video trước mà anh em đã xem của tôi á. Đó. Đúng không? Hai cái video trước tôi làm cái gì? À đúng rồi. Cái video đầu tiên là tôi nhốt làng, là tôi nhốt dân làng vào đúng không? Video thứ hai là tôi đi đi trao đổi hàng hóa để lấy được bộ giáp kim cương. Đấy. Đây, tôi giới thiệu cho anh em. Đấy thì anh em thấy cái nhà nào mà nó có cái cửa sắt này á, là trong đó là sẽ có một thằng trong đó là sẽ có một thằng dân. Tất nhiên là tôi phải nhốt bọn nó lại. Đó, thằng này thì là thằng làm map này này, đó. Anh em nhìn thấy cái hộp dụng cụ chưa? Đó, thì và cái mắt của nó thì nó có đeo cái kính như cái kính hiển vi á. Thế soi map á, tôi cũng chả biết nó có đúng kính hiển vi không. Đây, đây thằng này, đây thằng này là thằng chết gậy đây. Thằng này là thằng máu đưa cho tôi rất là nhiều ngọc xanh này, đây này, nó chính là cái chết này này đó. Đó, chính nó. Rồi, thằng đây và thằng mà nó đưa cho tôi bộ giáp kim cương này. Đó. Hello anh, úi rồi ôi này, úi rồi ôi. Đây em nhìn thích chưa? Giáp kim cương mà còn khảm đồ luôn nhá, còn lấp lánh luôn, ghê không, ghê không? Quá ghê. Rồi, tôi đi về đi ngủ cái anh em ạ. Xịn xò. Quá đẹp. Đúng rồi, thì nếu mà anh em mà chưa biết thì cái này là cái ruộng của tôi này. Tôi đã xây mở rộng hơn rồi đấy, nó còn dưa hấu kìa, xịn không? Và đây là cái chuồng gồm bò, cừu, vịt của tôi luôn. Ok, tôi đi ngủ cái nhỉ. Tôi cực kỳ yêu anh em luôn đấy. Đó, yêu anh em lắm. Anh em có yêu tôi thì nhớ like và đăng ký kênh của tôi nhá. tôi nhảy cái. 1 2 3. Thì nếu mà đây là lần tiên mà anh em xem video của tôi thì video của tôi là chuyên làm về Minecraft sinh tồn nhá anh em. Nếu mà anh em mà thích cái chế độ sinh tồn trong Minecraft và thích game Minecraft á, thì hãy đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Và hãy like cho tôi để cho tôi vui anh em nhé. Yêu anh em rất nhiều. Ok. Bây giờ chúng ta... Tôi có ý tưởng rồi. Tôi biết hôm nay chúng ta phải làm cái gì rồi anh em ạ. Tôi đã quá bực, tôi đã quá bực. Anh em có nhìn thấy cái gì đây không? Đây là cái này này, cái này này. Cái này này. Cái này. Đây, đây chính là thứ mà nó đã kết thúc sự nghiệp của tôi, cái này. Đó, cực kỳ khó chịu. Chúng ta quay trở lại địa ngục thôi các em. Không nói nhiều anh em ạ. Xử hết bọn lợn đó. Xử hết bọn đen đen trong đó, tôi vẫn bực cái bọn đen đó lắm. Trước là nó chặn tôi, nó không cho tôi đi đi nhặt lại đồ, tôi mất hết cả đồ với bọn nó đó. Bực lắm. Gỗ à? Bây giờ trước tiên là mình cần phải tính toán ra là mình cần phải mang những cái gì đi anh em ạ. Đồ ăn, sao đồ ăn ít thế? À đúng rồi, đúng rồi. Đây, thì trước là tôi đã xây trong tầng hầm rồi thì tôi cũng chưa có giới thiệu với anh em đó, đúng không? Đây, thì các cái rương này là các cái rương mà tôi đã sắp xếp rồi. Đây, thì cái rương ở giữa quan trọng lắm, tôi không để cái gì cả. Cái rương này là rương để gỗ nhá, cái rương này là rương mà kiểu là cái đồ gì nó liên quan đến gỗ ấy, thì tôi sẽ để ở trong này. Đó. Rương này là rương để đồ ở dưới địa ngục đó. Tất cả những đồ nào mà tôi lấy được dưới địa ngục tôi để vào đây. Rương này là rương để đá, chung là mấy cái đồ như kiểu đất đá cát cục cái thứ ấy, tôi vứt hết vào đây. Đó. Rương này là rương để khoáng sản nhá, đó toàn đồ quý hiếm, xịn không? Kim cương này đó, quá xịn. Còn rương này là rương để mấy cái dụng cụ mà chúng ta dùng đó. À đây, rương này là rương để đồ lung tung anh em ạ, tại vì mấy cái đồ tôi chả biết là mấy cái gì tôi để lung tung ở đấy. À, may quá có lúa với có ấy luôn này, làm bánh mì luôn. Rương để đồ lung tung. À đây là rương để quyển sách khảm, thì chung là tôi thấy sách này đẹp đẹp nên là tôi cứ để vào vào một cái. Thì tôi cứ để vào một cái rương cho nó máu nhỉ. Đó.
phải grab tí bánh mì anh em ạ. Chốc nữa vào kia chết cha đấy. 30 cái bánh mì à? Ít tổ ăn quá nhỉ, chắc mang thêm thêm cà rốt đi, mang thêm cà rốt vàng đi cho an toàn. Ok. À, đối này được chưa ta? Sao mình cầm gì mà cầm gậy đi, sao cầm nhiều thế? Tôi nghĩ mình cần đuốc anh em ạ, tôi nghĩ mình cần đuốc. Đúng rồi, mình cầm than đi. Cầm 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 4 cục than đi. Cầm 4 cái cục than này đi này. Xong cầm gậy thì thay vì cầm gậy thì mình cầm một nửa cái số gỗ rồi đi. Bằng này thôi. 20 thôi. Chắc thêm tí nữa cho an toàn. 27 ok. Đồ ăn với thuốc nước à? Sẻng cuốc thứ cuốc à? Chắc làm thêm mấy cuốc nữa cho an toàn này các bạn. Tại tôi thấy cuốc cũng sắp hỏng rồi. Cuốc kim cương luôn thôi, phí lắm, phí lắm. À, cuộc. Rồi, đây rồi. Rồi. Thế là đủ chưa nhỉ? Tôi cầm thêm cái giày vàng thì bởi vì là anh em nhìn là người tôi toàn full kim cương này thì chốc nữa tôi sợ gặp cái bọn chúng có đam mê vàng hả? Tôi phải đeo cái giày vàng vào cho nó an toàn. Thì chốc vào địa ngục mình gặp bọn nó mình đeo sau anh em ạ. Tôi nghĩ này là ok rồi giờ. Tôi nghĩ này ok. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Fishing rod. À, cái fishing rod thế nhưng mà cái này đẹp quá. Thôi mình cất đi. Mình làm cái mới đi. Bởi vì là chung mà tôi đã tìm hiểu một cái khá là hay trong địa ngục. Trong địa ngục nó có mấy con nó giống như con ngựa ấy. Ngựa địa ngục. Thì cái con đấy á mình sẽ ngồi lên nó được. Ơ chết cha. Nhưng mình làm gì có yên. Mà mình làm quái có yên. Cái thôi cứ cầm đi cho vui. Đó, thế nhưng mà nói chung là trong địa ngục có một con nó giống như con ngựa trong địa ngục á, mình ngồi nó và mình đi qua được dung nham anh em ạ. Để mình chạy qua được cái biển dung nham ở dưới địa ngục ấy. Đó. Xịn lắm. Đó, sau khi là mình mà chạy qua được đâu? Đấy thì khi mình ngồi nó ấy, mình có cái gậy ấy, mình có cái cần câu đúng không? Là mình phải móc cái có một cái loại nấm màu xanh ấy, là mình phải móc cái nấm màu xanh đó vào cái đầu cần câu thì con lợn ấy có vẻ là thích cái nấm, nó thích cái nấm màu xanh á. À, thì nó thấy cái nấm màu xanh thì nó sẽ đuổi theo nó và mình sẽ làm cho nó chạy được á. À, thì kiểu thì mình dụ cho nó chạy á. Khá hay. Vào anh em, tôi vào. Bọn nó dậy, bọn bọn cái bọn mà trước có xử lý tôi đâu nhỉ? Đồ tôi những nhiều phết đúng không? Đấy chứ à? Hello mấy anh. Cái bọn lợn này là mình không nên đánh bọn nó đâu anh em nhé. Bởi vì mình đánh bọn nó cái là tất cả những thằng xung quanh này chúng nó đều lao vào không có xử mình ấy. Ôi kìa. Sao lại có một anh dân làng ở đây này? Anh làm gì đây anh ấy? Rồi. Trời ơi, anh dân làng. Anh dân làng. Anh ấy đi lạc vào trong này luôn anh em ạ. Quá là nguy hiểm mà. À, vàng vàng. Vàng vàng nó quan trọng lắm anh em. Sau này mình có vàng thì mình còn chết đồ với mấy thằng cầm cung đấy. Hay là cầm cung thì này khỏe lắm. Nếu mà theo như tôi tìm hiểu là thì sau này mình sẽ gặp một vài thằng nó còn còn cầm rìu anh em ạ. Nó cầm rìu nó bổ mình đấy. Ghê lắm. Tốt nhất là mình phải vứt vàng cho bọn nó, phải ngoan, phải ngoan. Đây rồi. Cái pháo đài chết tiệt đây rồi. Phải báo thù anh em ạ. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng có cơ hội báo thù rồi. Đâu mình đi đường nào đây, đây mình đi đường này. Bọn bật dậy. Tôi xử hết. Cái này hiếm thế anh em. Tôi tìm hiểu cũng khá kỹ về địa ngục rồi chứ không còn gọi là gà nó giống như hồi trước nữa. Đó là cái màu đỏ đấy là sẽ giúp cho mình ấy đấy anh em. Giúp cho mình từ từ phải cẩn thận này. Cái màu đỏ đó giúp cho mình làm một thuốc. Đó.
mình có cái màu đỏ đó, sau này là mình đã chế được cực kỳ nhiều thuốc, thuốc hồi máu này, thuốc để bị lửa đốt nhưng mà không có bị mất máu này, thuốc sức khỏe này, mình uống cái mình khỏe, mình chém như là gì luôn đó. Ok. Đây, đây chính là cái chỗ hồi trước mà tôi chết đây, trước mặt đấy. Tôi xử hết thằng nào mất dạy với tôi, thằng nào mất dạy với tôi. Đây này, tôi vẫn nhớ này, cái chỗ này chính là cái chỗ hồi trước mà tôi cứ đứng đây, tôi núp núp ở đây này đó, đúng không? Ái chà, nhạc lên rồi đấy, nhạc lên rồi đấy, căng đấy. Đâu ta? Sao cái bọn kia hôm ấy thì chúng hiền thế? Qua đây nào các em đen đen đâu rồi? Các em đen đen đấy. Cả chỗ mà hôm trước có chết ở đâu? Không phải chỗ này à? Chắc là cả chỗ khác rồi. Ái chà, có mất dạy. Mày ngon này bắn đi, ngon này bắn đi. Ái chà, nào, mày bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Rồi ôi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, chết ngay, ái chà. Tôi lên tôi xử hết bọn này luôn anh em ạ, tôi lên tôi xử hết bọn này luôn. Tôi đợi chúng nó spawn xong rồi tôi xử hết. Nào, chúng mày spawn nó đi. À, tôi cũng tìm hiểu khá là kỹ về cái cách mà chúng spawn. Ô, từ 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 từ. Thì đó là xung quanh phải không có ánh sáng ấy, anh em, thì kiểu là xung quanh thì phải tối tối ấy, thì chúng nó mới spawn. Thì kiểu thì là bọn quái ở trong này thì chúng nó rất là thích spawn ở trong bóng tối. Thế nên là nếu mà mình đặt đuốc ở bên cạnh thì nó sẽ không spawn được á. Thì nó sẽ không sinh ra được á. Ui rồi. Làm sao? Mà bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Rồi ơi. Tép riu. Anh em nhìn này, úi rồi, tép riu nhá. Chơi cái nào được với tôi. Nào. Chất đông lắm cơ mà. Chất đông lắm cơ mà. Mấy anh trai bây giờ sợ sợ co vòi vào rồi. Chắc thấy giáp tôi lấp lánh đẹp quá mà đấy. Xịn quá. Ra anh ơi. Anh ơi. Giáp xịn nhỉ. Mặc mặc đồ vàng mà. Ái à, ái à. À có hai con luôn. Úi giời, úi úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Úi úi úi. Chết ngay. Ô. Úi rồi ôi. Chung là cũng tầm thường thôi. Tôi pro rồi. Anh em thấy cái blaze, anh em thấy cái blaze road thì không? À, cái blaze road đấy là sau này cực kỳ quan trọng anh em ạ, cực kỳ quan trọng luôn. Vậy nên là tôi sẽ đứng ở đây một lúc để tôi farm cái blaze road đấy đã. Đoạn này thì tôi sẽ tua nhanh á anh em, nên là anh em mà có thì để thì nếu mà lâu quá, thì nếu mà đoạn này mà tôi farm lâu quá thì tôi sẽ tua nhanh cho anh em đỡ phải xem, cho anh em đỡ phải đợi lâu nha. Nào bạn, ái chà, ái chà, ái chà, ái chà, ái chà, ái chà, tép riu. Tôi có kiếm kim cương rồi. Nhanh nhanh mấy bạn này. Thật chứ mấy bạn. Đã yếu mà lại còn ra ít nữa. Ở trong này nó có mấy con, nó cứ bay bay xung quanh này. Trông hay vậy anh em nhỉ. Tôi dùng nước tôi đặt vào đây được không? Ái chà, ái chà. Ái chà, ái chà. Bắn đi, ái chà. Ái chà. Thì nếu mà anh em mà có vào địa ngục mà anh em mà trở chơi bọn này á, thì anh em mà có cái khiên á thì nó cực kỳ lắm.
Nếu mà anh em mà dùng kiếm kim cương thì anh em chém 3 phát là bọn nó đi bụi luôn. Đào góc rồi đi cho nó đỡ bị xấu. Phòng đẹp phết. Ui, ba con. Á dồi ôi, đau 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 đau. Anh em thấy cái giáp kim cương của tôi không? Cái giáp kim cương của tôi. Ủa, đông 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 đông. Bắn đi. Rồi. Cũng ghê đấy, chứ mà cũng có cố gắng đấy. Chứ mà chúng nó cũng có cố gắng để xử lý tôi. Nó đốt cả cái chuồng. Ái trời, nó cũng đau ấy chứ. Nó cũng đau đấy các bạn. Bọn này đánh cũng đau. Được bao nhiêu rồi? 8 thôi. 8 mà đủ chưa ta? 8 mà đủ rồi đấy anh em, thôi về thôi. Bọn màu đen thôi ta, tôi muốn xử bọn màu đen quá. Ái chà, hello bạn, bắn đi. Cái bọn màu đen mà trước nó xử tôi. Bọn cái bọn nó dậy đâu rồi. Ái chà, ở bên kia bắn xa phết. Chứ mà bây giờ tôi không có sợ đâu. Có chỗ nào để mình đi không ta? Bên này vẫn còn đường này. Mình thử nhảy qua bên này xem nào. Đi khám phá nốt xem là cái chỗ này nó có à, hết rồi. Khám phá nốt xem là chỗ này có cái, xem ở trong lâu đài nó có cái gì khác ngoài bọn quái không ấy nhỉ? Tối rồi. Bắn đi. Ui giời. Hello mấy anh lợn. Ở bên kia tôi thấy có cái gì hay không kìa, đường kìa. Bây giờ làm sao mình qua đó ta? Cái này là nó dẫn vào vực thẳm thôi. Tôi đi về. Quay qua bên kia làm sao? Tôi có gỗ hay gì không? Ôi trời ơi, trời. Tôi xây rồi, cái bọn này nó bắn tôi xuống là đau lắm. Thôi nhá, em chỉ muốn đi qua bên này thôi, đúng rồi. Đau nhỉ. Ui. Chung là mình vẫn phải cẩn thận đây anh em ạ. Thôi tôi chạy nhanh qua phát đi. Tôi nhớ là hình như bên này nó vẫn còn đường. Ngày nãy thì tôi thấy nó có một cái tòa lâu đài khá là to ở bên này. Đây này, này. Đây này đấy, tôi không biết cái tôi không biết bây giờ tôi phải làm sao để tôi qua được bên này. Tôi chạy thử một đoạn nữa làm sao. Để tôi đi mày mò đường xem sao. Sao mà không thấy cái bọn đen đâu ta. Đây là mình đi về rồi. Cái đường làm sao mà qua bên đó ta. Tôi nghe có tiếng xương em ạ. Cái tiếng xương chính là tiếng của, nó của à, bọn đen ấy. Nghe có tiếng xương. Đâu rồi? Chẳng ai đâu. Ui, cẩn thận nào. Kìa. Làm sao mà qua bên này ta? Để tôi xây gỗ, tôi trèo qua. Đây chỗ nào?
đầy chỗ hoa. Để trả chỗ nào. Úi dồi, nguy hiểm nhỉ. Ui nguy hiểm nhờ. Khá là nguy hiểm. Có con nào rình tôi không? Sợ lắm. Có mấy con rình rình mình, chốc nữa mình chết. Chung là cũng sợ. Xây cầu thang xuống nào, nào mình còn về được anh em ạ. Đó. Đây rồi. Đây nó chính là cái tòa lâu đài đây. Bây giờ làm sao mà tôi lên được cái tòa này ra. Bây tôi muốn tìm cách để lên được cái tòa này anh em ạ. Ui to phết. Đào ở đây làm sao. Đấy. Đây. Đào. Tôi đào vào trong này làm sao. Mấy cái toài to nhỉ. Ồ, sao con thì tôi kệ cái tòa đi chứ tôi nhìn tôi chả hiểu cái này là cái gì. Cái này hình như bức tường chả phải cái tòa gì đấy các bạn. Thôi cho mình đi khám phá cái này đi. Đó. Ôi ôi. Không 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 nhá. Tôi mặc đồ vàng. Ôi ôi. Ôi dồi ôi cái kích. Trời ơi. Bắn tôi đau nhờ. Tôi không có tên rồi. Không có cung tên để xử lý nó rồi. Con đó là một con mob cực mạnh ở trong 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 địa ngục anh em nhé. Con đó là nó rất là khó chịu, nó là một con quái. Chú tôi cũng đã tìm hiểu khá là kỹ. Nó sẽ bay bay như vậy thế nhưng mà được cái là máu nó cũng không có nhiều lắm. Mình thích thì mình có thể xử nó thôi. Nhưng mà mỗi tội là mình không có cung các bạn. Tôi nghe nói là trong địa ngục này nó còn có một cái vùng nó đẹp lắm. Chúng mình đã từng ở vùng rừng đỏ rồi đúng không anh em? Mình từng ở vùng rừng đỏ rồi. Nhưng mà anh em biết sao trong này nó còn có một cái vùng gọi là rừng xanh. À, tôi từng nói với anh em là rừng xanh dương ghê chứ. Rừng xanh dương anh em ạ. Chúng mình sẽ thử tìm thử cái vùng rừng xanh dương làm sao. Bên kia là rừng đỏ. Không biết chỗ đó có gì không ta. Tôi vào thử xem sao. Đẹp. Tôi không biết là có gì không thế nhưng mà nó có đẹp. Xịn nhỉ. Cái gì ấy. Thằng lợn nó đấy. Thằng lợn nó kêu ấy. Cẩn thận nào. Chẳng may tuột xuống mà dưới đấy là lava chết đấy. Anh em thấy rừng đẹp không? Tôi muốn đi khám phá thêm về khu rừng này anh em ạ. Tôi sẽ đi tiếp tiếp qua bên kia. Hơi sao lại có cái bậc thang thẳng xây này? Có ai đó từng đi qua đây không? Cẩn thận anh em ạ. Khá là nguy hiểm. Rừng đẹp không? Anh em thấy địa hình đẹp không? Đẹp nhưng mà khá là chung là mình không có nên nhòn cái nơi trong này đâu anh em.
Đây là một nơi mà không có vui vẻ để cho mình nhờn được đâu. Xịn nhỉ. Bây giờ thì cháu ở đâu rồi ta? Tôi phải tìm cách, tôi đi qua đây. Tôi tìm cách tôi đi được xuống cái này. Đào tí vàng. Được. Đào thử qua xem nó tới chưa. Tới chưa? À, tới rồi. Bây giờ thì đào xuống em ạ. Úi rồi, cao thế. Sao cao ta? Tôi nghĩ xuống chắc đau lắm. Ý, ui, mất cũng suýt nữa. Đây, tôi cầm cái cục này, tôi đặt vào đây để tôi đánh dấu anh em ạ. Ok, chúc chúc mình còn về chứ đúng không? Khi nào mình còn tìm được về chứ? Mà đúng rồi, nhà tôi Úc có một cái loại cây leo anh em ạ. Này, gì đây? Đây là cây gì? Whipping Vines là một cái loại gì ấy, anh em ạ? Tôi không biết là cái loại gì. Một loại dây leo nhưng mà nó mọc từ trên trần, nó mọc xuống cũng hay nhỉ. Chặt tí gỗ địa ngục. Cao quá. Tôi rất là thích cái loại gỗ địa ngục ở trong này, nó màu ấy. Thế nhưng mà tôi từng xem qua rồi anh em ạ, thì là cái loại gỗ địa ngục màu xanh ấy nó còn đẹp hơn nữa. Đẹp lắm. Tôi nghe tiếng bọ lợn đây này. Ở trong này nó có một trong này nó có một con quái, là con quái lợn to ấy. Đó. Một con quái lợn cực to. Hello mấy anh, mấy anh có cần vàng không để em vứt mẹ em làm gì có vàng. Đáng ra tôi nên cầm theo vàng để tôi đi. Anh em có nhìn thấy cái con gì kia không? Con này này, con này hình như là mình ngồi lên nó rồi đấy. Con này chính là con ngựa địa ngục đấy. Thốn nhỉ. Chết cha, tôi không có yên ngựa vậy làm sao mà tôi đi ta. Anh em có muốn đi thám hiểm tiếp? Chết cha, trong đồ tôi, trong trong người tôi hơi yếu đồ anh em ạ. Chắc là từ từ đã. Vậy thôi. Hôm nay chúng mình chỉ đi tới tới đây thôi anh ạ. Bây giờ tôi sẽ đi về nhà anh em ạ. Tới đây thôi. Tôi không muốn mất hết giáp kim cương đâu anh em. Xong buổi sau chúng ta sẽ, thực ra tôi nghĩ là buổi sau chúng ta chưa thể tiếp tục đi vào địa ngục tiếp để khám phá đâu anh em. Tại vì rất là nguy hiểm. Mà nãy tôi đứng ở đâu mà giờ tôi không nhớ này. Thôi buổi hôm nay ở đây đào tí nấm anh em ạ. Thôi video hôm nay tới đây thôi anh em. Bây giờ tôi sẽ về nhà. Rồi thì tôi sẽ về nhà và tôi
tính toán kế hoạch để sau này chúng ta quay lại địa ngục anh em ạ. Chứ bây giờ mà đi tiếp ghê lắm. Bye bye anh em nhé. Chào anh em.